Trước quảng trường Hòa Môn, chúng ta đang có mặt tại lâu Ngũ Phùng, Đại Nội Kinh Thành, Huế. Một ngày năm mới nhiều niềm vui với quang cảnh của Đại Nội Kinh Thành, xứ Huế mộng mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.